Tối hôm qua, Ủy ban nhân dân phường 3 tiến hành phong tỏa thêm một khu vực khi phát hiện có ca F0 tại khóm 8 đường Võ Thị Sáu. Đây là ca F0 được phát hiện qua xét nghiệm sàng lọc và có kết quả dương tính với Covid-19 vào chiều hôm qua. Thực hiện xét nghiệm sàng lọc diện rộng nhằm sớm phát hiện các ca F0. Trong ngày hôm qua, phường 3 đã tổ chức 10 đội đến lấy mẫu xét nghiệm tại các cụm dân cư trên đường Võ Thị Sáu và các hẻm dọc theo tuyến đường này. 100% người dân đều được lấy mẫu xét nghiệm. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong 24 giờ qua, ghi nhận 7 trường hợp có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với virus SARS-CoV-2. Cụ thể, 3 trường hợp tại thành phố Bạc Liêu phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc. Qua quá trình điều tra, truy vết hiện tại ghi nhận 11 trường hợp F1, 2 trường hợp tại huyện Phước Long, trong đó một trường hợp là F1 đã được cách ly tập trung trước đó. Qua quá trình điều tra, truy vết hiện tại ghi nhận 3 trường hợp F1. Một trường hợp còn lại là tài xế luồng xanh đã được phát hiện qua test nhanh tại chốt kiểm dịch Covid-19 và được cách ly ngay. Hiện đang trong quá trình tiếp cận điều tra dịch tễ. Hai trường hợp là bệnh nhân hiện đang điều trị tại Trung tâm Y tế Quyền Hòa Bình là F1 của các bệnh nhân đã phát hiện trước đó. Qua quá trình điều tra truy vết, hiện tại ghi nhận 21 trường hợp F1.